Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nguồn gốc đáng xấu hổ của dư luận viên chính là từ lịch sử Trung Quốc. Từ năm 2017, báo chí Việt Nam bắt đầu công khai thông tin về một lực lượng đấu tranh trên mạng có tên gọi là lực lượng 47. Mà nay mọi người đều quen gọi với tên là dư luận viên. Ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã nói với báo Tuổi Trẻ vào hồi năm 2017 rằng lực lượng này được gọi là lực lượng 47 theo chỉ thị 47. Đã có hơn 10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, vừa hồng vừa chuyên, kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao, thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vào hôm 12 tháng 3 năm 2020 đã công bố danh sách 20 kẻ thù lớn nhất trên Internet, trong đó có lực lượng 47 của Quân đội Nhân dân Việt Nam, gọi là dư luận viên. Họ sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để đe dọa, giám sát hoặc kiểm duyệt các nhà báo, và do đó làm giảm nghiêm trọng các quyền tự do thông tin trên Internet. Truy tìm nguồn gốc của dư luận viên, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, viện sĩ Viện Hàn Lâm Y học Úc có bài phân tích như sau. Mạ thủ, tôi mới học được một danh từ mới là mạ thủ. Một cách ngắn gọn, mạ thủ là một kẻ chuyên nghề chửi, giống như dư luận viên ngày nay. Đây là hình ảnh dư luận viên dưới góc nhìn của các nhà báo phương Tây. Lịch sử ra đời của mạ thủ vẫn còn mang tính thời sự ngày nay. Theo tác giả Huy Phương thuộc báo Người Việt, danh từ này xuất phát từ thời Hán Sở tranh hùng của Tam Quốc Chí bên Tàu. Thời đó, nhà cầm quyền đã huy động những người có lá phổi lớn, tiếng nói vang và có cách chửi độc địa để làm mạ thủ. Mạ thủ chỉ có một việc rất đơn giản là chửi bới đối phương. Họ trong tư thế trần truồng xông lên phía trước sát cổng thành của đối phương và tung ra những lời chửi bới tục tĩu và dơ bẩn nhất nhắm vào đối phương. Mục đích là hạ nhục và khiêu khích đối phương bằng cách thóa mạ ông bà tổ tiên của đối phương sao cho họ mở cửa thành để lính xông vào. Và điều thật trớ trêu là mạ thủ là những người đã bị chết đầu tiên vì họ không có vũ khí khi xung trận. Họ có thể xem như là những con chốt thí cho bọn cầm quyền. Tàu ngày xưa là nơi sản sinh ra những mạ thủ, thì tàu ngày nay cũng có những quân mạ thủ. Nhưng họ mặc mang một xưng danh văn hóa hơn, đó chính là dư luận viên. Tiếng Hoa là Vung Bao, báo chí phương Tây gọi họ là 50 Cent Army, tức là lực lượng 50 Cent. Và tại sao lại là 50 Cent, câu hỏi được đặt ra? Tại vì mỗi mạ thủ được trả lương 50 Cent cho mỗi bình luận họ viết trên mạng. Và ai là những mạ thủ thời nay, câu hỏi cũng được đưa ra. Theo nghiên cứu của giáo sư Carrie King, Đại học Harvard, họ là những nhân viên, cán bộ, nhà nước, nhưng họ không phải là cán bộ bình thường mà phải qua một quá trình tẩy não sao cho họ không còn khả năng suy nghĩ một cách logic. Nói tóm lại, bọn mạ thủ là những kẻ không có khả năng đánh giá đúng sai. Họ chỉ đơn giản là những cái máy phun ra những câu chữ mà khi đó có họ cũng chẳng hiểu gì. Đây là hình ảnh tranh cổ động lực lượng dư luận viên ở Việt Nam. Theo ước tính của giáo sư King, Trung Quốc có chừng 500.000 đến 2 triệu mạ thủ túc trực 24 trên 24 giờ trên mạng để theo dõi và chửi. Chiến trận của họ trên mạng là phương tiện của họ không còn là tiếng nói và là chữ viết. Mỗi năm, đội quân phi chính thống này đã tung lên mạng khoảng 450 triệu thông tin giả. Họ đặc biệt nhắm đến thóa mạ những cá nhân và nhóm chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ tận dụng ngụy biện tối đa để tấn công đối phương thay vì bàn luận. Thật ra, mạ thủ không có khả năng nghị luận vì mục đích tồn tại của họ đơn giản là chửi bới và nhục mạ đối phương. Họ trong thực tế là những tên hề rẻ tiền và những kẻ bệnh tâm thần. Bọn mạ thủ cũng rất thích làm ra vẻ có tầm nhìn quốc tế bằng những bình luận về quan hệ quốc tế. Đối với họ, biến cố Thiên An Môn không phải là có thật, mà chỉ là sản phẩm tưởng tượng của bọn phản động phương Tây. Đài Loan phải là của tàu, Biển Đông là của tàu, còn bọn nước nhỏ như Việt Nam và Philippines chỉ là đám thừa cơ hội gặm nhấm lãnh hải Trung Quốc. Ngoài chửi, các mạ thủ cũng có khi tung ra những thông tin đánh trống tinh thần quốc gia và giấc mơ một China vĩ đại. Họ rất thích chỉ trích nhạo báng các nền dân chủ phương Tây, các giá trị phương Tây nhưng hết lời ca ngợi các lãnh đạo cộng sản Trung Quốc. Họ cũng thích lan truyền những bản tin về hoạt động thường ngày của các cán bộ cộng sản như là những kẻ yêu nước thường dân. Đây là hình ảnh lực lượng dư luận viên Trung Quốc được còn gọi là Vu Mao hay là lực lượng quân đội 50 Cent.
những bài viết ca ngợi cán bộ cộng sản và quảng bá sự tiến bộ của Trung Quốc chiếm chừng 60% tổng số tin tức mà bọn Mã Thủ tung ra. Phải nói rằng sự ra đời của Mã Thủ hay Vu Mao là một quái thai của xã hội. Hãy thử tưởng tượng một thể chế như chính phủ Úc mà tung tiền ra để tổ chức và mướn những kẻ hạ cấp và những kẻ lưu manh mạng chỉ để tung ra những lời ca ngợi mình và tấn công đối phương. Một viễn cảnh không thể nào xảy ra vì người dân sẽ nổi giận với chính phủ dùng tiền thế của họ cho chuyện tào lao. Chỉ có những chính phủ bất tài và thiếu tự tin, những chính phủ hắc ám biết mình làm điều ác với xã hội mới có những đội quân Vu Mao, bởi nếu chính phủ tránh nghĩa và thực tài thì cần gì đến họ bọn hạ cấp đó. Mà thực ra một chính phủ được những kẻ hạ cấp ca ngợi thì chính phủ đó cũng thuộc loại hạ cấp mà thôi. Thành ra sự hiện diện của đội quân Mã Thủ hay Vu Mao không chỉ là căn bệnh ung thư xã hội mà còn mang tín hiệu mạnh nhất về một chính phủ bất chánh và bất tài. Chúng ta cũng hơi phân vân khi thấy vài người xem chửi là một nét văn hóa của người Việt. Nghe qua có vẻ là một cách hợp hóa, cách chửi bới trong xã hội. Và chúng ta cũng có thể nghi ngờ quan điểm này, bởi nếu là một nét văn hóa của người Việt, thì tại sao trước năm 1975 ở miền Nam không có nạn chửi bới tràn lan trên mặt báo như ngày nay? Thật ra phải xem chửi là một căn bệnh của xã hội. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, viện sĩ Viện Hàn Lâm Y học Úc đã nêu ra nhận định của mình như thế. Đây là hình ảnh lễ công bố thành lập lực lượng dư luận viên có mặt ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đó và bây giờ ông ta là Chủ tịch nước. Một bài viết trả lời dư luận viên của giáo sư Mạc Văn Trang cũng được chia sẻ trên trang Facebook, nội dung được ông viết như sau. Trước đây có mấy bạn dư luận viên gọi mình là thằng già, chửi mình đủ kiểu, mình bảo các cậu cứ chửi thoải mái, có từ tục tĩu nhất thì dùng hết đi. Chỉ yêu cầu các bạn công khai danh tính, cho địa chỉ gia đình để mình sao chép những câu chửi đó, gửi cho ông bà, bố mẹ các bạn thưởng lãm và tự hào. Trong số ông bà, bố mẹ các bạn, có khi có người là học trò của mình đấy. Mình đi dạy học từ năm 1959 đến năm 1960, mới 21-22 tuổi. Nhiều học sinh lớp 5, lớp 6 lúc ấy còn nhiều tuổi hơn thầy. Có cậu đã có vợ con, nay gặp mình, họ đầu râu tóc bạc, vẫn ôm chầm lấy mình, thầy trò vui vẻ như trẻ trân châu. Ấy thế mà các cụ học sinh này chẳng may có con cháu là dư luận viên chửi thầy cũ của mình, thì khi đó biết làm sao đây. Giờ có bạn thì chắc là được phân công phụ trách mình, không chửi tục nữa mà rất lịch sự, hay nhắn tin nhắc nhở, hôm nọ bạn bảo. Bác là nhà giáo uy tín mà toàn nói những chuyện tiêu cực, mặt trái xã hội ảnh hưởng xấu đến lớp trẻ. Là nhà giáo chân chính thì phải truyền đạt những giá trị chân thiện mỹ cho giới trẻ chứ. Xin thưa lại mấy ý như sau. Lớp trẻ mà lại không nghe người ta nói tốt, tin ngay là tốt, nói xấu, tin ngay là xấu, không biết phân tích, phê phán, nhận ra cái đúng, cái sai, cái thật, cái giả, để tiếp nhận điều hay, lẽ phải, thì hạng người ấy nuôi tớn cơm làm gì? Đây là hình ảnh biếm họa mô tả dư luận viên Việt Nam. Hơn 800 tờ báo cách mạng, hàng trăm đài truyền hình phát thanh của Đảng, bao gồm nhiều cán bộ tuyên truyền, đoàn thể, 10.000 người thuộc lực lượng 47 và bao nhiêu dư luận viên cùng với gần 1 triệu giáo viên đứng lớp suốt ngày nêu gương người tốt, việc tốt, thi đua học tập làm theo các tấm gương, thì còn sợ gì nữa? Có một cách tốt hơn là cho người ta thấy đâu là sai lầm, hư vô, phi lý, lừa đảo, ngụy biện, hình thức giả, người ta sẽ nhận ra đâu là sự thật, biết cách tiếp cận chân lý. Chỉ cho người ta thấy đâu là cái ác, là những luận điểm âm mưu nham hiểm, những lời nói độc ác, những chuyện cướp bóc tàn bạo, những cách ứng xử bất nhân, bất nghĩa, vô pháp, vô đạo. Những thủ đạo hủy diệt môi trường sống của dân tộc, đầu độc cả nòi giống. Khi người ta nhận diện được những cái ác và dám mạnh mẽ lên án chúng, thì cái thiện sẽ thành hình trong con người. Chỉ cho người ta biết những truyền thống văn hóa nhưng đã lỗi thời thành xấu như đâm trâu, chém lợn, cướp lộc, mê tín, vân vân. Những thói hư tật xấu như ăn cắp, tham nhũng, mưu hèn, kế bẩn, dối trá, vô cảm, vân vân. Và những hành vi kém văn hóa như lên án, tội lãng phí, bệnh thi đua thành tích và những việc làm phô trương, vô nghĩa. Phê phán ngu dốt, tiêu hủy không biết bao nhiêu tiền của, vật tư, thời gian, sức người và những chuyện vô ích, là để giúp cho người ta nhận ra giá trị của ích lợi, biết thế nào là có ích và thế nào là vô ích. Ông Ngô Bảo Châu cũng có nói rất hay rằng,
bạn muốn sống có ích, hãy bớt làm những việc vô ích đi. Bây giờ bạn hãy tự hỏi, việc làm của dân luyện viên hiện nay có đem lại giá trị chân thiện mỹ ích cho bạn và cho mọi người hay không? Mong nhận được phản hồi của bạn với đầy đủ họ tên, hình ảnh thật, địa chỉ thật nhé. Giáo sư Mạc Văn Trang đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin xe VinFast đột nhiên bốc cháy, trơ khung khi đỗ trên vỉa hè. Một thông tin cực kỳ bất lợi xảy ra cho xe ô tô VinFast khi hãng này mới đây công bố rầm rộ trên truyền thông rằng sẽ xuất khẩu xe ô tô vào thị trường Mỹ trong năm 2022. Theo tờ báo điện tử Soha, một vụ cháy xe VinFast Lux A2.0 đã xảy ra vào khoảng 17 giờ 59 phút tối ngày 5 tháng 12 tại bên vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An. Đó là khi chập tối vào 5 tháng 12, một chiếc xe VinFast Lux A2.0 bất ngờ bốc cháy dữ dội. Dù cảnh sát đã đến dập lửa, nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi. Đây là hình ảnh xe VinFast Lux A2.0 đã bị cháy rụi sau khi dập lửa. Phát hiện ra sự việc, người dân địa phương dùng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Theo thông tin ban đầu, khi đang đỗ trên vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, chiếc ô tô 4 chỗ bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Ngay sau khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường, ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc xe gần như đã bị hư hại hoàn toàn. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ đậu xe ở vỉa hè đường thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. May mắn là chủ xe không có bên trong nên không có thiệt hại về người, tờ báo Soha đưa tin như vậy. Và điều kỳ lạ là sau khi tờ báo điện tử Soha đưa tin và được nhiều trang khác dẫn nguồn đăng lại, thì mới đây bản tin trên báo điện tử Soha bất ngờ xóa đi chữ tất cả các dòng tin có chữ xe VinFast Lux A2.0, thay vào đó là chữ xe ô tô một cách chung chung. Tuy nhiên, dấu đầu mà lại lòi đuôi, đường link trên báo Soha.Vietnam vẫn còn nguyên dòng chữ xe VinFast bất ngờ bốc cháy dữ dội sau khi đậu trên vỉa hè. Và nhiều khả năng là tờ báo Soha đã bị can thiệp từ phía VinFast nên đã thay đổi bản tin một cách mù mờ để cho bạn đọc đừng chú ý đến nhãn hiệu xe VinFast, bởi vụ cháy xe có thể dẫn tới khách hàng lo sợ về chất lượng xe mang nhãn hiệu VinFast, nhất là khi VinFast mới đây đã công bố sẽ xuất khẩu ô tô vào thị trường Mỹ năm 2022. Cũng tuy nhiên, theo một số cư dân địa phương xác nhận, thì chiếc xe bị cháy khi đang đậu trên vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh, chính xác là xe VinFast Lux A2.0. Hiện nay, video và ảnh chụp chiếc xe này đang cháy cũng không thể giấu được. Đây chính là xe VinFast Lux A2.0. Đây là hình ảnh 16 chiến sĩ đã dùng bọt chữa cháy liên tục xịt vào cũng không thể cứu được chiếc xe hơn 1 tỷ đồng bị cháy rụi. Lý do đích thực vì sao bán điện tử Soha đã tự thay đổi bản tin theo hướng tung hỏa mù và xóa dòng chữ trên xe VinFast Lux A2.0. Tuy hiện chưa thể kết luận. Và chuyện xe VinFast tự bốc cháy không phải mới xảy ra lần đầu. Tuy nhiên, bản tin xe VinFast Lux 2.0 bị cháy trên cao tốc vào hôm 26 tháng 4 năm 2020 chỉ dừng lại ở quan sát bên ngoài. Những lý do cụ thể về điểm phát cháy và chất lượng các bộ phận liên quan không hề được công bố. Dường như đã có một thông tin nào đó phía sau không cho phép công bố như vậy. Và bản tin trên báo Sài Gòn Tiếp Thị vào 27 tháng 2 năm 2020 thì ghi nhận rằng chiếc xe VinFast Lux bị cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương khiến cộng đồng mạng xôn xao. Các bên liên quan cũng đang có những nhận định về nguyên nhân ban đầu xảy ra. Cũng theo ghi nhận từ các đoạn video clip chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc xe đã bị cháy trơ khung sau sự cố. Đoạn video lan truyền trên mạng cũng cho thấy phần thân xe cháy rụi, phần mâm xe cũng cháy và rơi vụn ra chứ không còn được nguyên hình nguyên dạng nữa. VinFast Lux SA2.0 hiện có 3 phiên bản với giá từ khoảng 1,5 đến 1,8 tỷ đồng mỗi chiếc. Cũng về chiếc xe VinFast bị cháy khi đang chạy trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, một bản tin khác đã ghi nhận như sau. Khoảng 16 giờ 42 phút vào ngày 26 tháng 4, người đi đường bắt gặp chiếc xe VinFast Lux SA2.0 bốc cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Tài xế là nam thấy khói bốc lên từ đầu xe nên tấp vào lề đường thì lửa bùng lên cháy dữ dội. Người đi đường giúp sức dập lửa bằng bình cứu hỏa loại nhỏ nhưng không có tác dụng. Ngọn lửa đã khiến toàn bộ chiếc xe chỉ còn lại bộ khung. Vụ cháy diễn ra ở km 31 cộng 900 thuộc huyện Thủ Thừa, Long An.
xe đang đi hướng từ Long An tới Thành phố Hồ Chí Minh, không có ai bị thương trong vụ việc. Đây là hình ảnh chiếc xe VinFast Lux SA2.0 cháy trơ khung trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Sáng ngày 27 tháng 4, VinFast cho biết ngay sau khi nhận được tin báo của khách hàng, VinFast đã điều xe cứu hộ khẩn cấp đến hiện trường, đưa xe tai nạn về trụ sở công an, đồng thời cung cấp xe của đại lý cho khách hàng sử dụng trong thời gian đợi xử lý vụ việc. Sau đó, chiếc xe cháy đang nằm tại công an Long An chờ điều tra xử lý. Theo thông tin ban đầu từ khách hàng, trước khi bốc cháy, xe có hiển thị thông báo kiểm tra động cơ, đồng thời bốc khói từ nắp capo. Sau khi đưa xe vào lề đường, khách hàng chỉ kịp sơ tán tài sản trên xe. VinFast cho biết hãng đang làm việc với khách hàng, cơ quan công an và bảo hiểm để điều tra nguyên nhân và xử lý. Còn chiếc xe VinFast Lux SA2.0 bị cháy được chủ mua từ tháng 12 năm 2019, xe mang biển kiểm soát đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, vụ cháy xe VinFast Lux 2.0 đã không được báo chí và bên nhà sản xuất VinFast đưa ra kết luận, mặc dù sự cố có ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của người sử dụng. Và việc xe VinFast và 800 tờ báo Việt Nam đều câm nín lờ đi vụ lý giải nguyên nhân vụ cháy cho thấy 3 điều như sau. Một là bản thân VinFast muốn che giấu nguyên nhân vụ cháy là do thiết kế xe thiếu an toàn. Trước đó, một số sự việc đã được công khai trên báo chí rằng xe VinFast Fadi bị chảy dầu lênh láng đã được tờ Thời báo.d dự báo là xe có thể phát cháy thì nay đã xảy ra y hệt như vậy. Đây là hình ảnh của hôm 20 tháng 4 năm 2021, chủ kênh YouTube Coco TV nói về những ngày vui sau khi ông mua xe chỉ kéo dài có 2 tuần. Tiếp đến là những chuỗi ngày mệt mỏi. Tính đến nay, mình đã chạy được 8.000 km, mình đi sửa, đi bảo hành 10 lần. Lỗi đầu tiên là lỗi cảm biến áp suất lốp của 4 xe. Lỗi thứ hai là cần gạt mưa tự động, gạt khi mình để máy lên và tất cả các phím chức năng trên vô lăng bị vô hiệu hóa. Lỗi thứ ba là về sạc không dây trên xe, rồi chức năng sạc không dây coi như bỏ. Lỗi thứ tư là chức năng kiểm soát hành trình. Và là lúc xài được, lúc không xài được. Và VinFast đã cố ém nhẹm thông tin là hành động xem thường sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng. Trước đây, vì lỗi kỹ thuật của bơm nhiên liệu, hãng xe Toyota đã triệu hồi 11.700 chiếc xe để kiểm tra và thay thế chi tiết này. Với lỗi liên quan đến túi khí không bung, Toyota đã triệu hồi hơn 6 triệu chiếc xe trên toàn cầu để xử lý. Và lý do mà 800 tờ báo, hàng chục ngàn phóng viên của báo nhà nước ở Việt Nam không đưa ra nguyên nhân chiếc xe bốc cháy, có lẽ do họ đã bị công ty VinFast và tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mua chuộc hay sao. Hoặc phía sau họ cũng chịu áp lực từ lợi ích nhóm. Mới đây, chính sự việc của Bộ trưởng Bộ Tô Lâm ăn bữa thịt bò rắc vàng cực kỳ đắt tiền tại London cũng xảy ra tương tự. Vài trăm bài báo trên mạng xã hội và báo quốc tế, hải ngoại và báo lề trái đưa tin, tuy nhiên báo chí trong nước thì tuyệt nhiên cầm nịt. Hồi đầu năm 2021, nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội các hình ảnh cho thấy một số xe của hãng VinFast đã bị sập gầm, bánh xe gãy rời. Facebook Phương Ngô, người lâu nay vẫn thường lên tiếng trên mạng xã hội để chống tiêu cực và bất công, đăng bài về hình ảnh cho thấy một chiếc xe Lux A2.0 bị sụp xuống mặt đường, bánh trước bên trái và gãy quay ngoặt sang ngang. Bài đăng này sau đó nhận được hơn 4.500 phản ứng thích, cười và ngạc nhiên và hơn 1.800 lời bình luận và 770 lượt chia sẻ. Theo thông tin mà bà Phương đưa ra, chiếc xe gặp sự cố ở đường Phan Văn Trị, quận Vò Gấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Bên dưới bài đăng của bà Phương, một số người xác nhận rằng họ sống gần đó và có nhìn thấy chiếc xe bị như vậy. Đây là hình ảnh một chiếc xe VinFast bị gãy càng, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 16 tháng 2 năm 2021, theo Facebook Phương Ngô. Từ hôm đưa lên chiếc xe đầu tiên đến nay là 4 chiếc xe liên tiếp bị sự cố. Tai nạn xảy ra rất là nhẹ ở những cung đường đô thị bằng phẳng mà tạo nên sự cố gãy trục như vậy, nhưng mà nhận lại là sự im lặng của tập đoàn của hãng xe này. Nhiều người cũng bày tỏ ý kiến rằng chất lượng xe của VinFast như vậy là quá tệ. Song bên cạnh đó, có những người cho rằng việc xe hơi bị hư hỏng như vậy không phải là điều lạ. Các hãng xe lớn trên thế giới đều có xác suất nhất định về xe gặp phải hư hỏng. Và sau đó, theo những ngày tiếp theo, nhất là 2 ngày cuối tuần, một số Facebook khác cũng đăng bài và ảnh cho hay chỉ trong vòng vài ngày có 3 chiếc xe khác của VinFast liên tiếp gặp sự cố tương tự.
Theo thống kê của người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam, 4 chiếc xe của VinFast gồm một xe ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh hôm 16 tháng 2, một xe ở quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 2, một xe ở Quảng Ninh cũng hôm 21 tháng 2 và một xe mang biển số Đà Nẵng, song không rõ thời điểm và địa điểm xe bị hư hỏng. Facebook Phương Ngô đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Họ không hề ra thông báo để giải thích sự cố. Từ hôm đưa lên chiếc xe đầu tiên đến nay là 4 xe liên tiếp bị sự cố. Tai nạn xảy ra rất là nhẹ ở những cung đường đô thị bằng phẳng. Vậy mà tạo nên sự cố gãy trục đến như vậy. Gọi là sự cố hàng loạt của thương hiệu hay sao? Nhưng mà nhận lại chính là sự im lặng của tập đoàn của hãng xe.